Dạ vâng, xin chào buổi sáng chị Phương Liên và quý vị khán giả. Khả năng vào trưa chiều nay ở Cần Thơ vẫn nắng mạnh đấy ạ. Nhìn biến trình biểu đồ này thì ta có thể thấy vào lúc 13 giờ, nhiệt độ sẽ tăng đến 32 độ tương đương với ngày hôm qua. Tiết trời dịu mát chỉ xuất hiện vào sáng sớm và đêm với mức nhiệt thấp nhất trong ngày là 24 độ. Với các nơi khác ở miền Tây Nam Bộ cũng sau buổi sáng mát trời thì càng về trưa chiều nắng càng nhiều hơn, nhiệt độ tăng dần. Giữa trưa ở Trà Vinh, Vĩnh Long, Tân An và các nơi khác với nền nhiệt phổ biến là từ 32 cho tới 33 độ. Nóng nhất phải kể đến các điểm ở miền Đông Nam Bộ khi mà ở đây xuất hiện một loạt những điểm nắng nóng 35, 36 độ như là Tây Ninh, Thủ Dầu Một, thành phố Hồ Chí Minh, Biên Hòa, huyện Đồng Phú. Trời nóng rất dễ gây ra cảm lạnh ở trẻ nhỏ bởi trẻ thích nô đùa, chạy nhảy, đổ nhiều mồ hôi, sau đó thấm ngược trở lại cơ thể. Để bảo vệ sức khỏe con em mình trong những ngày này thì các bậc phụ huynh nên mặc cho trẻ những bộ quần áo cốt tông, chất liệu thấm hút tốt. Ngoài ra thì nên chuẩn bị một chiếc khăn lau khô mồ hôi cho trẻ vui chơi ngoài trời hay trước khi vào phòng điều hòa để tránh nhiễm lạnh đột ngột. Đảo Phú Quốc là một trong ít nơi có nền nhiệt thấp trong ngày hôm nay. Do lợi thế gần biển, gió thổi đều đặn nên không khí trong ngày lúc nào cũng thoáng đãng, trong lành với mức nhiệt cao nhất trong ngày không quá 31 độ. Tối và đêm chiều mát 26 độ. Chuyển sang thông tin dự báo thời tiết trên biển. Hôm nay, thời tiết ở các vùng biển khá tốt. Khắp các vùng biển từ Bình Thuận cho tới Cà Mau, Kiên Giang, trời nắng, gió cấp 3, cấp 5, tầm nhìn xa trên 10 km, độ cao sóng không quá 2 mét.